rồi, em là cô gái bán xôi. Đó, xôi Yến Nhi nha. Đó, đây. Số điện thoại nè, số điện thoại nè, số điện thoại đặt hàng của xôi ở dưới nè bà cô chú. Có các loại xôi gấc, đậu xanh, đậu phụng, đậu đen, lá dứa, lá cẩm và bắp nha. Rồi, buổi sáng này em bán ở địa chỉ số mấy lại nha? Rồi, đó, thời gian bán gì? Dạ, 5 giờ 15 đến 9 giờ ạ. Dạ, rồi, đó, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nào mà có dịp mà ghé thì ủng hộ Nhi nha, một gói xôi. Dạ. Đây, tiếp tục là, đây là video thứ hai về hơn 200 phần xôi từ thiện. Dạ, ông bà, cô chú nào mà nếu mà muốn mua xôi để phát cho các hoàn cảnh khó khăn nhé, thì có thể là liên hệ với Nhi nha. Số điện thoại là 0966 808 775. Rồi. Tiếp tục chương trình. Dạ. Đây, những hộp xôi đã chuẩn bị thạng sẵn đây ông bà cô chú rồi. Rồi, đây là dừa nè. Dạ. Dừa em đã bỏ vô trong hộp sẵn luôn nè. Rải lên xôi thôi. Dạ, còn đây là muỗng. Muỗng nhựa. Còn đây là bịch. Dạ. Đó, đây là bịch. Dạ. Còn đây. Đó. Đây là muối đậu, em cũng đã làm sẵn rồi. Sau đó thì em đang làm đây. Một mình em làm hết. Một mình em làm hết. Trưa nay là không được ngủ trưa. Dạ, gì vui ạ? Vui, nhưng mà rất là vui. Dạ. Một phần xôi đó ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xôi bình dân lắm, 15k một bịch à. Dạ, 10.000. 10.000 hả? 10.000. Ai, có 10.000 quá hả? Dạ, 10k thôi. 10k thôi hả? Rẻ quá trời là rẻ luôn. Mai mốt lại kiện em bán xôi không biết sao ăn nói nè. Ui, xôi một hộp có 10k bao no luôn à. Dạ. Đủ màu luôn. Đủ màu sắc luôn. Hiện tại là em mới làm 3-4 màu là để cho khách thấy thôi. Em đi bán thì sẽ được nhiều màu hơn. Em đi bán là được 6 màu hả? Cái này chuẩn bị là từ lúc trưa tới giờ luôn hả? Lúc 1 giờ mấy hả? 1 giờ mấy hả? Em nấu xôi rồi, em nấu bắp rồi, em vô dừa, nhấp đủ hết. Ủa, như vậy là phải nấu xôi là nó mấy lần rồi đúng không? Mấy lần luôn chứ? Không, hấp, cái nếu mà có cái nồi hấp là hấp à, là nếu mà nếu mà cái hấp á thì em hấp nhiều ngang. Dạ. Nhiều ngang. Có nhiều ngang anh. Vừa nấu bắp vừa nấu xôi. Bắp thì nấu nó hơi cực hơn. Rồi, bắp là nấu hơi cực thôi. Mà xôi thì nó còn hấp dẫn lắm. Buổi sáng có 10k hả? Bao no luôn á. Mà đủ màu nữa. Đủ màu sắc nữa. Nổi nữa. Nổi nữa. Nổi nhất là có đủ xinh đẹp. Dạ. Các bạn đặt là hoa khôi xôi, xôi phồng, bánh phồng. Dạ, em 10k. Tiếp đây, đây là ở trên này là xôi bắp. Quý vị. Cái bắp mình lấy hộp ra mình nấu hay là sao? Dạ, cái đó người ta lấy sẵn rồi ạ. Lấy sẵn hả? Bắp nếp hả? Bắp nếp á, người ta mình người ta cà sẵn cà thành ra. Xong rồi mình lấy thôi. Nhưng mà cái hạt bắp nó non hay là bắp già? Nó vừa vừa. Nó vừa thôi. Vừa thôi. Dạ. Non quá thì nó không dẻo không? Dạ. Mà bắp bây giờ nó cũng không dẻo hơn ngày xưa nè. Giờ nó sấy nhiều quá. Sấy á hả? Đúng rồi. Ngày xưa bắp nó dẻo lắm. Vâng, có cái loại bắp nếp mà truyền thống của mình đó Nhi. Dạ. Là nó bắp ngon lắm nha. Bắp gì con bé ấy hả? Hả? Bắp gì bắp tím là sao? Bắp nếp truyền thống của mình á. Bắp đó nó có nhiều dừa. Đúng rồi, có nhiều dừa đó, đúng rồi. Mình nấu lên á là đa số là bắp đó là rất là ngon luôn á. Bắp đó nhựa. Nhưng mà bắp đó thì nó không có năng suất. Đúng rồi, cái năng suất mà sản lượng nó không có cao. Dạ. Đây là bà con chỉ trồng là trồng chỉ ăn thôi hả? Chứ còn bắp đó là nấu ra, nếu mà thời kỳ trước ông bà cô chú anh chị và các bạn biết á, là đa số là ăn cái bắp đó là ngon. Còn cái bắp tím này hả? Bắp tím là bắp Mỹ. Bây giờ bán là bắp gì? Bắp Mỹ. Ủa nhưng mà bắp gì mà bắp Việt Nam mà hả? Không, bắp Mỹ. Bắp là xôi á. Đúng rồi. Bên kia là xôi xéo. Bắp tím rồi đã. Bên đây là xôi bánh phồng. Còn đây là xôi bánh phồng. Dạ. Xôi xéo khác xôi bánh phồng nha. Này cây được nè. Cây được, này cây tốt. À, ngày
ngày mai em cũng phát so vậy, nhưng mà có thêm lạp xưởng nhà làm nữa. Đấy, có lạp xưởng nhà làm nữa hả? Đây lạp xưởng tủ lạnh đây. À, đâu? Nhà làm luôn. Nhà làm luôn hả? Dạ. Tức là tức là em chiên lên em cắt bỏ vô trong xôi phát cho bà con hả? Dạ. Đây là lạp xưởng nhà làm hết à. Bên đây là lạp xưởng. Ừ. Thấy không? Thấy quá nhiệt tình. Cũng phòng trọ thì nó nhỏ thôi. Lạp xưởng là cô chú anh chị có ăn thì liên hệ. À, lạp xưởng luôn. Dạ. Ăn là lạp xưởng là bao nhiêu ký Nhi ha? Dạ. Dạ, cái đó tùy theo thị trường đó anh. Dạ. Được thôi. Được rồi. Hai anh uống nước đi ha. Đứng quay. Dạ. Anh em đổ chai cho anh hả? Múc cái kia cho. Ngọt. Có cái chai đào gì đó thì như chai đào. Lấy chai đào đó. Hình như là giống nhau mà. Thì đó là lấy chai đào. Đó, à, đúng rồi đó. Đổi cái chai kia vô cho anh. Hai anh em một chai thôi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Ơi, em có lạp xưởng nữa kìa. Dạ. Rồi. Đây, lạp xưởng này nhà làm luôn, luộc thiệt, không xài luộc nhân tạo. Dạ. Dạ. Luộc thiệt luôn, rồi là bao nhiêu một ký Nhi ha? Hiện tại là 220, còn mà nếu mà thị trường tăng thì mình sẽ tăng. Dạ, à, 220. Dạ. 220.000 ký. Cái này chỉ có nửa ký thôi nha. Dạ. Dạ. Cái này là mới làm luôn. Ok, dạ. Đó, ông bà cô chú anh chị và các bạn nếu mà muốn mua lạp xưởng nữa thì cũng có thể là liên hệ với anh Nhi luôn nha. Số điện thoại là 0966 808 775. Dạ. Sạch sẽ. Dạ dạ, một tí em sẽ tặng cho hai anh. Thôi. Không, cái đó là thiệt mà. Để phát cho bà con đi. Dạ không. Bữa sau tụi anh ủng hộ. Ở nhà làm mà. Không, bữa sau tụi anh ủng hộ nó nhé. Phát cho bà con đi. Dạ, cái đó nhà làm còn nhiều lắm. Ừ. Nguyên em quay nguyên cái thau sôi buổi sáng nha Nhi bạn. Hồi nãy là hai thau đó anh. Hồi nãy hai thau à, đúng rồi. Tới là quá nhiều luôn mà. Dạ hết một thau rồi. Hết một thau rồi. Có chừng hỏi thử có khách gọi không? Dạ dạ. Không khách mà. Hỏi. Hồi giờ có ai có anh cho chú cuốn nào nhờ làm cái này kia đi. Dạ chú Hoàng. Lần đầu tiên hả? Dạ. Chú Hoàng là đồng. Chú Hoàng ở Cali là lần đầu tiên. À? Lần đầu tiên hả? Dạ. À, ông bà cô chú anh chị và các bạn á, nếu mà mình liên hệ với số Nhi không được thì cứ liên hệ với số điện thoại của Cuộc Sống Sài Gòn TV để dưới bữa của anh Hà đó. Là bọn mình bọn em sẽ kết nối giùm cho nha, bọn em sẽ gửi lại cho chủ Nhi cũng như là để mình phát xôi á. À, nếu mà mình có nhà ý phát xôi cho các hoàn cảnh khó khăn buổi chiều á. Dạ. 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 À, quá trời luôn. Ồ, thấy vậy là nhiều lắm á nghe Nhi. Dạ đúng rồi. Nhiều lắm á, mình đây là quả gắt nha. Quả gắt nhìn đẹp quá ha, giống như quả sầu riêng á. Dạ. Màu đẹp tươi. Đúng rồi. Sao ở đây là em không bao giờ xài màu kia. Ừ. Màu tự nhiên hết. Đúng rồi, với lại nữa cái màu tự nhiên đây anh thấy cũng bình thường mà cũng dễ làm mà đúng không? Sôi, ví dụ sôi đậu biếc á thì anh thấy bà con lấy cái bông đậu biếc á. Nó đậm ra, nó đẹp không? Đẹp. Nó là màu xanh nước biển á. Xanh màu xanh nước biển, sôi đậu biếc. Ờ. Sôi đậu biếc. Giống như màu này đậm hơn một xíu. Ừ. Dạ. Đậu biếc cũng ăn cũng tốt lắm đó anh. Đậu biếc tốt. Dạ. Đậu biếc là mình xào được đúng không? Dạ. Sao dứt thau sôi hoài còn hoài. Còn cái này còn mấy chục còn uống từ sáng giờ còn chưa uống luôn. Chưa uống luôn á hả? Chưa uống luôn. Lê cà phê đó chỉ bỏ ấy thôi. Dạ. Nói chung là Nhi bán sâu được bao nhiêu năm rồi em? Dạ hơn một năm rồi. Hơn một năm á hả? Đây hả? Dạ. Dạ mà sao anh Hà anh đi làm ở nhà anh gần đây mà không biết ta. À, lúc đó không có duyên. Hả? Đúng rồi. Nhiều lúc có tụi anh đi quay cũng là có duyên nữa nha em. Dạ. Có nhiều trường hợp đó là tụi anh quay là đi quay hoài, chạy tới cố tình tới hoài mà không được luôn á. Còn cái trường hợp đó là tụi anh đi đường á là thấy tình cờ vô kéo vô quay xong á tự nhiên nó
nó lại lại nhiều, nó đề xuất lên là nhiều ông bà xem biết, nó cũng có cái duyên nữa nha ông bà cô chú. Chứ giống như là thầy Thích Minh Tuệ đó, thầy Thích Minh Tuệ thầy đi biết bao nhiêu năm rồi, không ai biết hết. Nhưng mà tình cờ có một kênh YouTube quay lại thầy, có xong cái hồi đó là rất nhiều các kênh YouTube quay thì là mới biết thầy. Nhưng mà chứ không phải là ấy đâu, quan trọng là cái mình ví dụ như là tụi em quay là quay một phần thôi, còn lại là cách buôn bán và giữ khách là do của Nhi cũng như là một số quán hay là gì đó, chứ tụi em cũng đâu có, tụi đâu em đâu có biết đâu. Cái duyên á, dạ. Nhiều lúc cái duyên mình đủ duyên là mình mới gặp nhau. Đúng rồi, đủ dạ. Duyên để gặp nhau. Đó, gần hết rồi, gần hết rồi. Dạ. Coi được mấy giờ? Chưa được 5 giờ đâu. Chưa 5 giờ. Chưa được 5 giờ, sớm quá hả? Thì bây giờ mình quay đỏ xong phải không? Xong rồi, quay bánh xèo. Bánh xèo, xong rồi là chập nữa. Chập nữa tầm khoảng mấy giờ là đi á, là tụi anh ghé lại rồi mình đi hả? Ok. Cho nó sẽ dễ hơn. Dạ, ở đây em vô bịch sẵn. Vô bịch sẵn. Hồi em nó về kêu qua phụ. 5 giờ nó về, nó đi làm. Đúng 5 giờ là thấy mặt nó liền. Đúng giờ hả? Dạ. Vậy là anh về 4 giờ mấy là anh về rồi? Dạ, có vợ rồi anh. Ở chung bên anh ngoài, bên này. Ở phòng bên đây nè. Ở bên này thấy vậy người ta đủ, có cái gác ở trên là mình thấy ok đó nha, rộng đó nha. Một tháng mà ở đây thuê là khoảng bao nhiêu tiền Nhi? Dạ phòng không là 2 triệu. 2 triệu hả? Ừ, 2 triệu thấy cũng được đó nha. Điện nước không là gần 3 triệu. Là điện nước, điện bưới nước nữa là bưới phòng nữa là 3 triệu gì? Dạ, gần 3 triệu. Đúng rồi, nếu mà 2 triệu thì cũng ok, bởi vì thấy vậy chứ nó có cái chỗ để xe với... Rồi, thoải mái, đúng rồi, thoải mái. Cứ là nữa mình giống như cái nhà của mình á, mình đi ra vô hoặc buôn bán thôi, đi sớm về trễ gì cũng không khá, không sao hết ha. Ở đâu cũng được, có chỗ ở là được, hạnh phúc rồi. Hạnh phúc lắm rồi. Hẻm đi ra ra đường đây vui mà, không bận. Không là quạt xương luôn anh. Ừ. Không hết. Đó, còn mấy em quay luôn, dạ. Dứt điểm luôn, còn mấy hộp cuối cùng luôn. Dạ, chỉ còn đậu đen để đậu đen thôi. Dạ, em quay còn mấy hộp cuối cùng là để kết thúc video luôn. Dạ. Dạ, đúng đều. Rồi. Để vô, thì không, mình đi, có mấy xe mình luôn mà. Xe đi. Mọi người ăn còn mình ăn hết anh ơi. Rồi. Mình giúp đúng được rồi, cho đi là còn mãi mà. Dạ, mình giúp được cho đi rồi. Dạ chưa, dạ chưa. Hồi nãy mình vô anh em mình vô chửi quá sủa quá trời. Dạ không phải chửi. Mà nó sủa. Nó chào. Nó chào hả? Nó chào. Sao nữa đâu ngoài im re luôn. Bây giờ đứng nghiêm lắm. Thôi từ nãy nhảy xuống luôn mà. Nhảy xuống luôn á. Dạ. Con chó đó là cũng chị kia cho em đó. Dạ. Dạ. Chị không có thời gian chăm sóc. Mà em cũng có duyên với nó đó nha. Ừ. Chứ hồi trước em cũng không thích nuôi đâu. Dạ. Dạ rồi, hộp cuối cùng ạ. À. Hộp cuối cùng. Rồi. Đó, đây là chương trình xôi từ thiện nha ông bà cô chú của hai chú ở bên Mỹ phần 2 nha. Thì còn cái phần tiếp tục là cái em ngồi với đâu đã để cắt đó rồi. Còn cái chương trình là tiếp tục cái chương trình là phát xôi, tụi em sẽ tiếp tục một video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Dạ, cảm ơn ông bà cô chú anh chị trong nước ngoài nước. Bye bye ạ. Rồi bye bye em nha. Dạ.